Mê thì giọng hát của Hà, cổ họng của Hà không được khỏe cho lắm đâu mọi người ạ. Nhưng mà Hà đang rất cố gắng để có thể hát như hai không mọi người nhé. Mọi người đã mất công tới đây rồi. Nên là bây giờ mọi người có thể giúp Hà, thương Hà hát cùng Hà thật lớn lên đoạn này đúng không ạ? Hà sẽ bỏ tai nghe ra để nghe mọi người hát nha. À, bây giờ thì em cũng có một câu riêng á. Em được. Đã có book ngày hôm nay thì hai anh em mình chụp hình với mọi người nha. Ok. Trái tim và sau đó thì Hòa sẽ chụp từ sân khấu xuống và chụp vào ba góc khác nhau để có thể thấy được hết tới vị khán giả đúng không ạ? Em rất là phiền các anh chị khách mời cũng có thể chắc là tại vì chụp hình bên dưới chắc là sẽ bị dính hình mọi người nên là mong mọi người sẽ chấp nhận để cho em chụp những tấm hình với khán giả ha. Vâng ạ, xin phô tô lên sân khấu. Đây. Vâng, em xin phép mọi người ạ, cho em chụp một tấm hình ạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.